quê hương mình chứ. Mình phải hiểu cái chỗ đó nó mới được. Chứ không hiểu thì mình lại lại rồi anh lên mà lời mình đi lên không rồi. Rồi. Mời anh. Chị à, con cũng mong bác suy nghĩ về quê hương nhiều một tí. Rồi chào anh. Hello, chào anh các bạn trong diễn đàn. Yeah. Trong mấy phần chống cộng cực đoan là bọn họ cứ vậy à, không có phiên họ được đâu, không không có Ok mình phiên họ được. mình cứ khuyên được cái nào khuyên anh ạ. À? Họ không Ok. có họ không có họ cực đoan lắm, anh nói Dạ. thiệt á. Họ họ côn đồ mà khát máu lắm, Dạ. thấy mà hồi đó có một mình anh thôi mà họ chưa, nó giết anh không biết bao nhiêu lần mà anh không chết á, Dạ. ý là anh lại nó luôn á, mà nó còn không tha Dạ. anh mà trời thương Dạ. anh thiệt á, trời Dạ. thương ông trời, ông thương anh không biết sao. Anh kêu Dạ. trả tôi về Việt Nam mà thằng Mỹ nó không chịu trả về, mà nó trả bên Mỹ luôn. Dạ. Anh qua qua tới Mỹ rồi mà nó còn lên tới Em cộng vui đồng hãy nữa, nam. nó lên tới Dạ. cộng đồng là nó dí anh á, khủng Dạ. khiếp lắm. Tụi nó không có lòng, tụi nó không có cái tình người đâu, mấy thằng mà chống cộng cực đoan đó, tụi nó không có tình người, tụi Dạ. nó không có tình quê hương tổ quốc đâu, tụi nó làm cái lũ ô hợp khốn cách áo ôm, anh hận tụi nó dã man. Mấy chục năm rồi anh đâu có. Anh chống với tụi nó mấy chục năm rồi mà đâu phải mới đi đâu, nói với Hạ My thì anh nói thiệt á, anh sống với tụi nó không phải sống gần bên tụi nó, anh biết mà nó côn đồ lắm, ai mà không làm theo ý của nó hả là nó tìm đủ cách nó phá, nó hại người ta, nó hại người ta chết được nó cũng hại nữa, Hà My chưa có chạy đầu nên chứ chưa có ngựa cái mũ được. Anh cứ cho nói đến khi nào mà nó gần chết đi. rồi, nó gần chết rồi nó bò, nó mới bò về Việt Nam, nó mới khóc thót lóc, nó than vãn, nó xin tha thứ cho nó thôi. Anh nói thiệt á, mấy cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, anh gặp nó là anh bủa trên đầu nó, anh bủa xuống mà. Anh không có nhượng thằng nào chứ á, có nhiều lúc mình nói quá cũng cũng làm cũng giống như là ái nái những người mà người ta yêu nước phải không, Đúng nhưng mà đành chịu à, đối với tụi nó ai chúng ai nó chịu à, nếu mà vàng thật thì không sợ lửa thôi. Nói chung là rồi. mấy thành phần chống cộng mà vừa rồi tụi nó mà phá hoại được đất nước, nó làm tan nát đất nước, nó làm không được á, bởi vì ông trời cũng hại tụi nó. Thằng Mỹ mà còn còn khinh tụi nó, xin vô 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 cái chỗ cái trại mà lính ở bên Cali á, cái Camp Pendleton á, vô xin mà người ta đuổi ra, người ta không cho vô cờ. Người ta không cho treo luôn. Mỹ mà nó cái quyền lợi của nó, anh thích cái người Mỹ gì, họ sống họ nhân văn và nhân bản, còn cái đám mà bao que chống cộng cực đoan ô hợp thì tụi nó là nói tới là bực mình lên á. Bởi anh thấy mấy cái thằng mà giờ lại có mấy thằng bao que trong nước nữa, mấy cái thằng mắc dịch dòi bò làm ăn thì không lo làm ăn, tối ngày cái chính phủ sao không làm mà cho tôi, không làm kia cho tôi, đất nước lâm nguy thì chạy mẹ ra rồi Biển Đông hết. Chạy ra ngoài chơi rồi cái bỏ quê hương rồi đất nước rồi xây dựng đổi mới á, thì quay về chỉ trích rồi phá hoại. Mấy cái tụi này chừng nào nó chết xuống lỗ thôi à, anh nói thật ấy. Nó chết xuống lỗ rồi, nó còn sống là nó còn phá đất nước à. Tụi nó không có yêu quê hương đất nước con khỉ gì được. Mấy thằng này nó nói chung là một cái đội quân, một cái lũ ô hợp, mẹ nó mà giết anh là nó tìm cách nó giết anh vừa rồi mà, tại vì anh biết pháp luật, với anh mà không biết pháp luật là nó thủ tiêu anh vừa rồi chứ không phải giỡn đâu á. Tại bây giờ FBI hồ sơ nắm nắm hồ sơ tụi nó rồi, cho nên nó mới chùi bước thôi, chứ nó không có phải là vừa gì đâu. Mấy thằng này nó khốn nạn lắm, nói chung tụi nó khốn nạn, nó sống không có lý tưởng, không có cái chân lý của mẹ gì hết trơn, nó chỉ làm sao mà xuyên tạc rồi phá hoại rồi quê hương đất nước mình thôi.
Có cái là chỉ buồn là những người ở trong nước nghe theo nó rồi tin theo nó, chứ cái đất Mỹ này mà con người ta sống nó rất là thực dụng và thực tế, không phải như tụi nó đâu. Thật hỏi chứ người Mỹ người ta tới Việt Nam người ta cũng thiệt hại nhân mạng tiền của biết bao nhiêu, người ta còn quay lại Việt Nam, người ta bắt tay, người ta hòa hợp, người ta cùng với người dân Việt Nam xây dựng một cái cộng đồng quốc tế nó tốt hơn. Còn tụi nó ngồi đó nó bươi, nó móc, nó xuyên tạc, nó dùng Photoshop, nó làm đủ kiểu đủ cách chứ. Mà hồi xưa mà anh mới mấy cái diễn đàn mạng mà mới có gì nó làm ghê lắm kìa, mình mà vô mình chống nó, mình tranh luận với nó hả, mới nó giật microphone, nó giật microphone bên nó, nó làm nó đập, nó đánh, nó chửi, nó làm cái ghê lắm kìa, nó làm y như thiệt vậy đó. Mấy 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 thằng mà bao que chống cộng cực đoan á, nó làm ghê lắm kìa. Em cũng có xem mấy clip đó anh, em cũng có xem mấy clip Nó đó, làm họ làm ngồi. khủng khiếp lắm, họ làm nhìn em thấy sợ luôn, họ quá Ai mà em xem tim mấy nó đó thấy nhiều lắm. nó yếu tim thấy nó là chắc là cũng thấy ớn chờ đậu, bởi vì mấy tụi này mà nó mà nắm quyền ở Việt Nam mình trong vòng 24 tiếng hồ là banh banh chành hết trơn, banh nát hết trơn. Thành ra mấy cái tụi này mà nó khốn nạn lắm, nói thật là bà nói nó không có hy vọng chừng 5 10 năm nữa nó chết mẹ nó hết rồi. Sao lúc gặp tôi mà đặt tôi chửi dữ vậy, lúc dưới tôi đâu có chửi, biết rồi, hay Từ thật đến thật khi thật biết rồi, biết rồi, dạ từ bực mình tức lên dạ chứ hồi xưa em đâu có chửi dữ vậy đâu, đó. mà tại vì lên cái này mà không Mày chửi được cũng có được, anh công nhận không? bà Thì lúc mình mẹ cũng nó có muốn nói chửi. tao giết mày. Thiệt là cái tình đó, đang ngồi khi nghe mấy tụi nó nóng cả người lên, Cái tụi nó ông côn kia đồ ông nhắn ta. tin ra đó, ông cũng nhắn tin cũng tương tự như anh, cái câu anh nói vậy nè: con này phải đưa đưa về cho gặp ông Bác Hồ liền đi. Khi ông nhắn thu em rồi, nhắn thu em rồi, ông nói giờ mày hả, cộng sản tạ mày bao nhiêu tiền, tao tạ mày gấp 10 lần được không? Để mày chửi lại cộng sản cho tao đó. Anh coi vậy được không? Anh coi như vậy đó, mà em nói em đọc nhắn tin mà em ngồi cười đau luôn á. Sao Mấy giờ mày sao mày hả, cộng sản tạ mày bao nhiêu tiền, tao tạ mày gấp 10 lần được không hả? Mi ông cứ làm vậy đó mà em nói thật, em ngồi em mắc cười gần chết được luôn á. Em nói giờ ông trả tôi bao nhiêu, ông ra giá đi tôi trả lời ông. mấy thằng trong cộng cực đoan toàn là cái lũ bà mẹ không lẽ muốn chửi nữa chứ. Nó tới thì nó là muốn chửi thề rồi nó, chứ anh không bao giờ chấp nhận nhà nước mình quá nhân đạo, tìm đủ mọi cách để gọi là hòa hợp hòa giải, chứ anh thấy là không cần thiết đâu. Cái xây dựng đổi mới phát triển đất nước, những người con mà yêu nước quê hương dân tộc, người ta nhìn thấy người ta tự động người ta về, Từ đâu mà về chứ xây cái con khỉ gì mình xây cầu, nó xây tường làm chi cho mất công tốn tiền tốn bạc mất thời gian, để tâm với mấy cái lũ đó làm gì, toàn là một cái quân ô hợp không chẳng có ra hồn vía gì hết. Nói chung mấy thằng chó mà chó chết đó, tụi nó anh không có ưa, anh có chết anh cũng chửi tụi nó mà. Nhưng ghét mình lấy ra là mình có cái mình phải chửi thôi. Nhiều người họ điện họ cho em nói là thôi đừng chửi người ta, nó nói nhiều cái mình phải chửi là tại vì lúc mở chuột đàn mình cái mình cũng bức xúc quá chịu không nổi, họ lại xuyên tạc một cách mà không đến đổi mà một cách mà không có, họ làm cho có ai mà chịu cho nổi. Ở trong lúc mình sống trong đất nước đây nè, mình nói họ không chịu nghe, mà họ nghe những cái mà cái bức hình mà tự động nó chế biến ra xuyên tạc ấy, cái lồng tiếng vô đó, những cái lồng tiếng của trong cái đại hội của Việt Nam mình, họ lại đi lồng tiếng vào của những người đó để xuyên tạc đất nước, thì mình nhìn ra rõ ràng luôn á, mà họ lại không chịu hiểu, bởi vì mà chết người chứ. thôi thì ai ai lên nói chuyện, đi anh làm công chuyện. Bên Dạ này dạ rồi anh làm việc anh 9 giờ rồi, rồi tại dạ thấy anh em nói chuyện mình vô dạ vô góp phần đó, mà dạ tìm đủ mọi cách
để đặng mà ăn bám xã hội Mỹ thôi. Thằng trẻ thì cũng chẳng ra cái gì, còn những đứa mà thật sự mà nói nó hiểu biết về nước Mỹ hay là nó hiểu về luật pháp rồi nó sanh Rồi đẻ đợi Mỹ, chị xíu đa số tụi nó Anh Phúc. lo học hành và làm ăn. Ok thôi, trả microphone nha, Dạ chào, bye bye, dạ chào anh chị các bạn, rồi chào, bye bye. em tạm biệt anh.